Xin chào tất cả các bạn. Mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Số điện thoại này mình dùng cho cả Zalo và Facebook các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay mình quyết định là sẽ xả cái cây đùi gà đột biến của mình ra, chia sẻ cho một số anh em chơi hoa lan. Thì thực tế về cái cây đùi gà này mình trồng nó hơi bị kém là bởi vì là mình không chăm bón phân thuốc là ấy gì cả, cho nên là có vẻ là cây nó phát triển hơi chậm. Hôm nay mình quyết định là tách bỏ ra, tách ra để trồng lại một phần, và một phần để chia sẻ cho những anh em yêu thích và đam mê, những người cùng chung cái chí hướng với mình, cùng cái niềm đam mê với mình. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, mình đã tách xong cây đùi gà đột biến này thì các bạn có thể nhìn thấy. Hôm trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái bông nó rất là lớn nha các bạn nhé. Thì nó có một cái vấn đề là như này, bây giờ là mầm đang phát triển, chưa phát triển mầm các bạn. Mình quyết định là sẽ cắt hết, cắt sạch rễ này để cho cây phát triển rễ mới. Ấy thì cây đùi gà này nó có cái đặc điểm nó rất là khỏe và chịu khó ra đẻ mầm, đẻ con. Nếu như các bạn là chăm chịu khó chăm bón kích thích cho nó để nó đẻ, phải nói là nó rất là nhanh. Đấy. Đây là một cây đùi gà khá là hiếm và hầu như là mình chưa gặp ở đâu cả, cho nên là hôm nay mình quyết định là chia sẻ cho một số anh em đã alo đến cho mình rồi. Đấy, quyết định xẻ cây này ra. Đấy. Thì thực ra là xẻ những cây đùi gà đột biến này cũng như cây đùi gà thường thôi. Đấy, làm sao cho nó sạch sẽ cái rễ các bạn. Và cái đặc điểm của cái đùi gà này có thể ươm ki được các bạn nhé. Mình quyết định là xé phần gốc này. Đấy. Như vậy là mình đã có một hướng đùi gà đột biến gen. Đấy. Một hướng. Và tiếp theo đây là mình còn có hai hướng khác. Đấy, hai hướng này thì cái này là hơi khó đây các bạn. Thì cái này là nó lại có hướng này, nó lại kèm theo cả thân hoa, một thân tơ và thân hoa này. Thế được rồi. Sẽ phải tìm cách để xẻ tiếp. Các bạn chờ mình một chút. Dã luôn. Vâng. Cái trạm y tế tay phải đây, chỗ ngay cần cây ATM ấy. Ở ngõ 40 đường Võ Nguyên Giáp ấy. Ủy ban phường cũ không? Ủy ban phường Quyết Tiến, anh phải ra cái ủy ban phường Quyết Tiến mới chứ. Sao lại anh lại ra ủy ban phường Quyết Tiến cũ? Đúng không ạ? Anh phải đi, anh đi quay lại đi ra chỗ ủy ban phường Quyết Tiến mới đi nhá. Vâng. Bà ơi, chuẩn bị ra đón xe chở hai cây lộc vừng. Anh vào, anh vào để chỗ nào đấy? Hai cây lộc vừng để chỗ kia. Hai chỗ cuối vườn ấy. Đây chỗ vườn ấy. Anh ghép hoa mà. Thôi, chỗ dưới cái két xuống đi. Thôi chứ. Cái này nó ở đâu ra mất đây? Không có lên được không? Có mắt ngủ này. Ui, còn nhiều mắt ngủ nữa. Tiếp tục là mình sẽ cắt tiếp. Em quay, em ra em chỉnh cái camera. Có cái ấy đây, có cái bạn bên này này.
Đấy, vặn nó ra. Đấy, thế đúng không? Chỉnh cái ống kính quay lên. Được rồi, chỉnh lên đi, đẩy nó lên. Đẩy hết lên. Thế, được rồi. Nó cho nhìn cả mặt. Mặt xấu lắm. Xấu đi. Để dành thôi. Dạ. Cái thằng coi này làm gì mà dành với chả không. Của nhà mình để dành chuyện bình thường đấy. Hoa này hoa độc nên phải để dành, như đùi gà có chia được, như này không chia được. Xong con nào rồi thẳng không? Không thương hoa tích ngọc gì cả. Thì các bạn vậy là đã xong hai hướng của cây đùi gà đấy, và tiếp tục đây. Cái này vẫn lên được mầm này. Đây còn mấy mắt ngủ anh. Quyết định cắt tiếp. Yeah, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Như vậy là mình đã có được vài thân đùi gà đột biến, biến gen đây. Thì mình bây giờ mình sẽ theo cái công đoạn đó là xử lý. Đây, mập của anh cả. Để mình sẽ cầm máy quay đi để cho các bạn công đoạn xử lý phân bón của quên cái xử lý cái món này. Alo. Vâng, cái nhà sẽ đi xuống dưới tí, cái nhà đang xây. Không. Vâng. Em xử lý. Cho luôn vào đi. Thì cho vào đi đã, rồi tạm dừng. Không cần. Không cần cắt. Đấy. Nhân viên dám phản đối ông chủ đây, vớ va vớ vẩn thế là không được. Lấy cây chứ. Đây các bạn, đây là Xiaomin nhá các bạn nhé. Theo mình nghĩ thì các bạn nên dùng Xiaomin hoặc là dùng cái nói chung là cứ kích dễ kích mầm là một, hai là Xiaomin. Em lấy cho anh cái lọ thuốc của Lập nọ. Tí nữa nhá, em lấy đâu. Các bạn chờ một chút để mình lấy cho cái lọ thuốc. Mình chuyên dùng cái lọ thuốc. Anh ơi, lùi vào đây đi. Có lẽ là mình về cái vấn đề thuốc thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Đấy, hiện tại thì mình sẽ ngâm như này cho độ khoảng 15 đến 30 phút cho nó yên tâm. Đấy, như vậy thì sẽ là hợp lý. Đấy, vâng, clip xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.